viên Thủy Cúc từng bật khóc khi đồng nghiệp xem thường là tay ngang. Trong Chuyện Tối Cùng Sao, Thủy Cúc, người chuyên trị vai bà mẹ của màn ảnh Việt, có những trải lòng về chặng đường theo đuổi công việc diễn xuất. Diễn viên Thủy Cúc là gương mặt quen thuộc với những vai diễn người mẹ tận tụy, chịu thương chịu khó. Trước khi trở thành nghệ sĩ được nhiều người yêu thích, ít ai biết rằng cô xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang. Tâm sự trong Chuyện Tối Cùng Sao, Thủy Cúc thừa nhận cô chưa từng được đào tạo qua trường lớp. Nữ nghệ sĩ bắt đầu từ công việc lồng tiếng phim sau bén duyên với nghề diễn. Thủy Cúc tự mày mò học hỏi diễn xuất thông qua các nhân vật phim ảnh mà mình tâm đắc. Nữ khách mời tiết lộ một ngày có thể xem vài chục tập phim để cảm thụ nhân vật. Diễn viên một ngày không có em chia sẻ khi nhận một kịch bản, cô học thuộc lời thoại rồi tập luyện với gương. Ba mẹ màn ảnh thổ lộ, có những người anh dù họ không dạy mình ngày nào nhưng tôi vẫn gọi là thầy. Nữ diễn viên miêu tả những ngày đầu chập chững vào nghề bằng câu thành ngữ vạn sự khởi đầu nan vì nhận về những ý kiến phàn nàn. Vào thời điểm đó, Thủy Cúc được giao diễn xuất hơn 20 phân đoạn, có một cảnh yêu cầu cô phải khóc, diễn tả tâm lý đau khổ tột độ. Tuy nhiên, Thủy Cúc lại không làm được. Sau đó, bạn diễn phản ứng rằng tại sao lại làm việc chung với một người không biết gì như Thủy Cúc. Khi nghe được những lời này, cô bị tổn thương và tủi thân đến mức bật khóc. Nhờ vậy mà nữ diễn viên thể hiện phân cảnh tròn trịa khiến đoàn phim ai cũng khen ngợi. Ngoài những phân cảnh xúc động rơi nước mắt, Thủy Cúc còn phải diễn xuất cả những cảnh quay bị tác động vật lý. Nữ diễn viên kể khi tham gia phim Lời Nguyền, cô hóa thân vào vai dì Huệ và bị trói lại để gia nhân đánh. Bạn diễn khi ấy không dám làm thật nhưng Thủy Cúc động viên cứ đánh mình. Lúc đó, cô bị tác thật đến mức không nghe được vì lùng bùng lỗ tai và in hàng năm ngón tay trên mặt, khiến bà mẹ màn ảnh đau đến đứng hình và rơi nước mắt. Hay trong Trà Táo Đỏ, Thủy Cúc vào vai một người mẹ có con trai nghiện ngập. Trong phân cảnh dằn co khi con trai lên cơn nghiện muốn lấy tiền của mẹ, diễn viên Thủy Cúc bị đẩy té ngã từ giường xuống đất. Khi về nhà, cô mới phát hiện cơ thể bị bầm tím bên hông. Nếu mà nói đứt tay chảy máu thì các bạn phải thương diễn viên, lên TV 5, 10 phút nhưng thật ra diễn viên hết sức cố gắng để thực hiện cả một đoạn trường, Thủy Cúc tâm sự. Bộc bạch về những trăn trở khi làm nghề suốt nhiều năm, diễn viên Thủy Cúc chia sẻ, trăn trở này định giấu trong lòng vì đôi khi tôi cũng ngại. Đa số diễn viên làm nghề 10 phần vì kinh tế kiếm sống nhưng có đến 90% yêu nghề. Vì phải yêu nghề thật sự nhiều mới có thể theo đuổi. Ngoài ra, một vấn đề khác mà diễn viên Thủy Cúc trăn trở chính là về sức khỏe. Nếu như ngày trẻ, cô vẫn còn nhiều sức khỏe và hăng hái diễn xuất xuyên đêm thì theo thời gian, nữ diễn viên dần xuống sức. Nữ khách mời chia sẻ, nhiều năm gần đây, tôi thấy rõ vấn đề đó vì nếu quay một, hai đêm xuyên suốt thì có khi tôi không thể nhớ thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.